chúng ta đã tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, về quá trình thành lập của nhà nước Ai Cập cổ đại. Và trong tiết học của tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu mục tiêu cuối cùng, đó là những thành tựu văn hóa tiêu biểu của cư dân Ai Cập cổ đại. Phần 3 La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Ở tiết trước, các bạn chúng ta đã được tìm hiểu về điều kiện tự nhiên và quá trình thành lập của nhà nước Ai Cập cổ đại. Chúng ta có thể thấy Ai Cập cổ đại là một quốc gia được hình thành bên lưu vực của dòng sông Nin, và nhờ vào dòng sông Nin này đã giúp cho Ai Cập được phát triển về mặt kinh tế. Đồng thời, dòng sông Nin cũng giúp cho người Ai Cập sáng tạo ra những thành tựu văn hóa rất là tiêu biểu. Trong đó có thành tựu đầu tiên. Cô mời các con cùng đến với thành tựu văn hóa đầu tiên của người Ai Cập, đó chính là về chữ viết. Người Ai Cập sử dụng chữ tượng hình. Vậy thì chữ tượng hình là chữ như thế nào? Chúng ta cùng quan sát bảng đá khắc chữ tượng hình. Chữ tượng hình là hình ảnh động vật hoặc đồ vật được sử dụng để biểu thị âm thanh hoặc ý nghĩa. Chúng tương tự như các chữ cái, nhưng mà con người chỉ lấy một chữ tượng hình duy nhất có thể biểu thị một âm tiết hoặc là một khái niệm. Chúng ta cùng lấy ví dụ như sau. Các bạn cùng quan sát hình ảnh nước gợn sóng thể hiện cho âm của chữ cái N, hoặc là hình ảnh của một đoạn dây thừng thể hiện cho âm của chữ TH. T là hình ảnh một bàn tay thể hiện cho âm tiết của chữ D. Đây là bảng chữ cái trong hệ thống chữ tượng hình của người Ai Cập cổ đại. Vậy thì các con có thắc mắc là người Ai Cập cổ đại họ sẽ viết chữ trên chất liệu gì? Người Ai Cập cổ đại đã biết cách làm ra giấy, và giấy được làm từ loại cây papyrus. Cô mời các bạn cùng quan sát hình ảnh cây papyrus. Cây papyrus có chiều cao khoảng 2-3 mét và nó được xem là loài thực vật cổ xưa nhất được loài người biết đến, và Ai Cập cổ đại được coi là nơi xuất xứ của loài cây này. Cây papyrus mọc rất là nhiều ở vùng đầm lầy ven hai bờ sông Nin, và nó sẽ dựa vào phù sa màu mỡ của sông Nin để mà nuôi dưỡng và phát triển. Ngoài việc làm ra giấy thì cây papyrus còn làm những công dụng khác nhau, như là có thể dùng làm đồ ăn, họ có thể là ăn sống hoặc là nướng, và họ sẽ ăn phần thân dưới và rễ của cây. Hoặc là khi mà người Ai Cập cổ đại họ buồn miệng, họ muốn nhai một cái thứ gì đó, thì bây giờ chúng ta hay có kẹo xương gum đúng không nào? Ngày trước thì người Ai Cập cổ đại họ sẽ nhai cái thân cây papyrus này, họ nuốt lấy nước và sau đó thì họ sẽ nhả bã giống như là chúng ta nhai kẹo cao su vậy. Bên cạnh đó thì cây papyrus còn có thể được bệnh làm dây thừng, lưới đánh cá, thậm chí là thuyền hoặc là các chi tiết ở trên trang trí trên thuyền. Tại các hộ gia đình thì cây papyrus có thể được dùng để làm củi đun nấu, hoặc có thể đan thành các vật dụng hàng ngày như là túi đựng nè, nước chai, làm ga trải giường, hoặc có thể làm ra những đôi giày dép. Vậy thì người Ai Cập họ sẽ dùng cây papyrus như thế nào trong việc làm ra giấy? Đầu tiên là họ sẽ kéo thân cây papyrus khỏi đầm lầy, buộc thành từng bó và mang về xưởng chế biến. Các bạn chúng ta cùng quan sát hình ảnh số 2. Sau đó thì người Ai Cập họ sẽ cắt thân cây thành lát mỏng, và họ sẽ ngâm nước nhiều ngày để làm mềm. Cuối cùng thì các lát được xếp thành lớp. Các bạn chúng ta cùng quan sát lại với cô hình số 2 nhé.
và họ sẽ đập dập ra cho đến khi nào mà các sợi của thân cây papyrus này nó tạo thành những cái sọc dài và kết dính lại với nhau. Đây chính là cái cách mà người Ai Cập họ làm để mà tăng cường độ kết dính cho tờ giấy. Và hình ảnh số 3, đây chính là hình ảnh một thành phẩm đã được hoàn chỉnh từ cây papyrus. Cây papyrus nó cứng nhưng mà có thể cuộn tròn lại để mà người Ai Cập có thể tiện men di chuyển đó các em. Các nhà nghiên cứu lịch sử đã tìm thấy giấy papyrus ở nhiều nơi, nhưng nhiều nhất chính là ở trong các lăng mộ chôn cất những vị pharaoh, đó chính là những vị vua của nước Ai Cập cổ đại đó các em. Vậy thì tại sao mà trong các lăng mộ lại tìm thấy nhiều loại giấy papyrus như thế? Bởi vì theo suy nghĩ của người Ai Cập thì papyrus chính là biểu tượng của sự sinh sôi, tái sinh, là mầm mống của sự sáng tạo. Và với nghĩa linh thiêng đó thì người Ai Cập cổ đại họ đã sử dụng papyrus như là tấm bùa hộ mệnh trong các đám tang, hoặc là khi ướp xác và trên các bức vẽ trong các ngôi đền. Cô mời các em cùng quan sát, đây chính là một đoạn trích trong tác phẩm Cuốn sách của người chết được in trên giấy papyrus. Đây là một tài liệu tôn giáo cổ của người Ai Cập, tên gọi khác là sách hướng tới ánh sáng hay là tử thư, tập hợp bùa chú, phép thuật được ghi lại để giúp linh hồn người chết sang thế giới bên kia thông qua cửa âm phủ. Và cuốn sách này do nhiều thầy tư tế viết trong khoảng thời gian là 1.000 năm. Ban đầu thì cuốn sách này được khắc bằng chữ tượng hình trong các khu lăng mộ kim tự tháp và chỉ phục vụ cho các vị pharaoh. Tuy nhiên, đến thời kỳ sau này thì cuốn sách đã được các thầy tư tế chép lại trên giấy papyrus và sử dụng cho cả hoàng thân, các quan chức và tầng lớp thượng lưu. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp thành tựu của người Ai Cập, đó chính là về toán học. Người Ai Cập giỏi về môn hình học. Tại sao như vậy? Bởi vì hàng năm, nước sông Nile sẽ dâng cao từ tháng 7 cho đến tháng 10 và sẽ khiến cho ranh giới giữa các thửa ruộng bị xóa nhòa, nên mỗi khi nước rút thì người Ai Cập cổ đại phải tiến hành đo đạc lại diện tích. Vì vậy, họ rất giỏi về hình học và những hiểu biết này chính là cơ sở để họ xây dựng những kim tự tháp kỳ vĩ. Các em cùng quan sát hình ảnh về các chữ số tượng hình của người Ai Cập. Từ số 1 đến số 9, các con thấy là cũng khá là đơn giản đúng không? 1 là một nét đứng, 2 là sẽ hai nét đứng. Tuy nhiên, đến số 10 thì người ta sẽ biểu thị bằng hình ảnh xương gót chân. Đến số 100 thì sẽ biểu thị bằng hình ảnh cuộn dây. Và những số sau thì các bạn cùng quan sát với cô nhé. Sau đây, cô mời cả lớp chúng ta cùng tham quan một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất của người Ai Cập cổ đại, đó chính là kim tự tháp. Đây chính là hình ảnh của kim tự tháp Keops ở quốc gia Ai Cập. Kim tự tháp được xây dựng nhằm làm nơi an nghỉ của những vị pharaoh vĩ đại. Đồng thời, kim tự tháp cũng là nơi chứa những xác ướp hàng ngàn năm tuổi của những người quyền quý, những vị tăng lữ, những vị vua pharaoh. Kim tự tháp Keops có chiều cao lên đến 147 mét, tạo nên từ hơn 2 triệu viên đá. Mỗi viên đá trung bình nặng từ 2,5 đến 4 tấn. Các bạn chúng ta có thể thấy con người thật nhỏ bé trước kim tự tháp này đúng không? Và kim tự tháp là một trong 7 kỳ quan của thế giới thời kỳ cổ đại đó các em. Các nhà khoa học vẫn luôn dày công tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi làm thế nào trong thời kỳ cổ xưa ấy
không có sự hỗ trợ của máy móc, thiết bị hiện đại, con người lại có thể dựng lên những công trình vĩ đại như thế này. Và Cam có biết không, có rất là nhiều giả thuyết được đưa ra lý giải cho việc xây dựng kim tự tháp. Và có một giả thuyết hiện nay được các nhà khoa học tin tưởng nhất, đó chính là việc người Ai Cập họ sẽ đặt những viên đá nặng hàng ngàn ký lên trên những chiếc ván trượt mà các em đang quan sát ở hình bên tay phải. Sau đó họ sẽ xây những mặt phẳng nghiêng dốc, và từ đó thì từng nhóm thi công sẽ chia thành 4 đội nhỏ đứng ở 4 góc khối đá, và họ sẽ móc dây tạo thành 2 lồng lọc, và công việc của họ chính là kéo khối đá chuyển động lên theo chiếc ván trượt mà các em sẽ nhìn ở hình phía bên tay trái. Đây chính là dấu tích mặt phẳng nghiêng gần kim tự tháp. Và sau khi xây dựng kim tự tháp xong thì những mặt phẳng nghiêng này sẽ được người Ai Cập xóa hết mọi dấu vết, cho nên việc xây dựng kim tự tháp đến nay vẫn còn là những điều bí ẩn, thách thức cho giới sử học. Sau đây cô mời các em chúng ta tiến hành tham quan bên trong khu kim tự tháp này nha. Đây chính là những hình ảnh được chụp bên trong khu lăng mộ Khéops. Và các bạn chúng ta cùng quan sát. Người Ai Cập họ đã chạm khắc rất là tinh vi những hình ảnh lên trên những cột trần nhà. Và đây là một khung cảnh thật sự quá nguy nga và lộng lẫy đúng không các em? Đây là những tác phẩm điêu khắc của người Ai Cập thời kỳ cổ đại. Hình 6.7 tượng bát thơm Nefertiti. Hình 6.8 là mặt nạ vua Tutankhamun. Và đây chính là tranh vẽ khắc trong kim tự tháp. Sau đây chúng ta sẽ đến với thành tựu cuối cùng của người Ai Cập cổ đại, đó chính là mặt y học. Về y học thì người Ai Cập họ rất giỏi về kỹ thuật ướp xác. Chắc hẳn các em chúng ta đã từng nghe nhiều về xác ướp Ai Cập rồi đúng không nào? Vậy thì tại sao người Ai Cập lại phải ướp xác? Bởi vì người Ai Cập tin rằng một phần linh hồn của con người sẽ mãi mãi gắn liền với thể xác. Cho nên để bảo vệ những linh hồn ở thế giới bên kia, họ phải giữ phần thể xác không bị phân hủy. Vậy thì làm thế nào để tạo ra một xác ướp vẫn nguyên vẹn qua hàng ngàn năm? Đây chính là một câu hỏi thử thách các nhà sử học nghiên cứu qua nhiều năm nay. Sau đây chúng ta sẽ đến với bí quyết của việc ướp xác nha. Cô sẽ kể cho các bạn nghe. Đầu tiên thì người Ai Cập họ sẽ để người chết trên một chiếc bàn cao khoảng nửa mét, và xung quanh là những dụng cụ rất là kỳ lạ. Và sau đó thì họ sẽ bắt đầu lấy dịch não của người chết thông qua đường mũi. Và sau khi lấy hết dịch não qua đường mũi xong rồi thì người Ai Cập họ sẽ mổ trên bụng của người chết và lấy ra lần lượt các cơ quan nội tạng khác nhau. Tuy nhiên, họ sẽ để lại duy nhất là trái tim. Trái tim là bộ phận duy nhất được giữ lại trong thi thể, bởi vì người Ai Cập tin rằng trái tim chứa ý thức và tính cách của một người. Sau khi chết sẽ bị phán xét nên phải giữ lại. Và sau đó thì các nội tạng sẽ được đem đi rửa sạch, và họ sẽ đựng những nội tạng này vào những chiếc bình. Và những chiếc bình nó sẽ có những cái tên gọi khác nhau, và những chiếc bình ấy cũng sẽ chứa từng cơ quan nội tạng khác nhau của người đã mất.
Sau đó thì người Ai Cập tiến hành rửa xác người chết bằng rượu dừa và hương liệu, và họ sẽ bọc lại xác của người chết bằng một vài chất liệu. Và tiếp theo là sau khoảng một tháng thì người ta sẽ đặt vỏ cây quế hoặc là nhựa thông để khoan bụng của người chết, và cuối cùng là dùng kim và chỉ khâu vết rạch ở bụng lại. Bước tiếp theo thì người Ai Cập sẽ thoa một lớp nhựa cây lên toàn bộ thi thể, sau đó thì dùng tay xoa hỗn hợp dầu sáp lên trên. Và bước quan trọng nhất là quấn thi thể bằng vải lanh. Họ sẽ quấn phần đầu trước, sau đó là toàn bộ phần thân của thi thể. Và để khuôn mặt không bị phân hủy và biến dạng thì họ sẽ dùng nhựa thông thoa lên phần mặt, và họ có thể sẽ trang điểm cho sáng ướp nếu như người mất ấy là những người phụ nữ giàu có, quyền quý. Trong cả quá trình thì người Ai Cập cổ sẽ phải niệm chú liên tục và kéo dài đến ngày thứ 52. Ngày thứ 68 đến 70 là lúc nhập quan, đặt xác ướp vào cổ quan tài đã chuẩn bị sẵn. Vậy thì các bạn chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều quá trình phức tạp trong quá trình ướp xác của người Ai Cập, đúng không nào? Sau đây, cô mời các em chúng ta cùng ghi bài nhé. Nếu như mà nội dung bài dài, các em thấy là chưa có thời gian ghi, thì các em có thể bấm tạm dừng màn hình lại để chúng ta ghi đầy đủ bài vào trong tập nhé. Cô nhắc lại với các em, khi chúng ta nhìn đến slide có hình cậu bé cầm cây viết đang ghi chép bài, thì đó chính là ký hiệu mà cô muốn các bạn tự giác ghi bài vào trong tập. Sau đây chúng ta đến với phần vận dụng. Câu 1. Giả sử lớp học em có chiều cao 3m, em hãy cùng các bạn trong lớp tìm hiểu xem chiều cao của kim tự tháp Keops gấp bao nhiêu lần chiều cao lớp học. Các bạn chúng ta sẽ làm toán gì? Các bạn chúng ta có nhớ là kim tự tháp Keops như cô có giảng ở phần đầu, đó là kim tự tháp Keops cao bao nhiêu mét không? Đúng rồi, đó chính là 147m nha. Vậy thì bây giờ cô gửi cho các bạn rồi, chiều cao của kim tự tháp Keops là 147m. Vậy thì chiều cao của kim tự tháp gấp bao nhiêu lần chiều cao của lớp học nếu giả sử lớp học của em có chiều cao là 3m? Các bạn chúng ta sẽ làm toán chia cho cô nha. Chúng ta sẽ lấy 147 chia cho 3, các bạn sẽ cho ra đáp số là 49 lần chiều cao lớp học. Tính ra kim tự tháp Keops rất là cao, đúng không các em? Câu 2. Vẽ sơ đồ tư duy về các thành tựu văn hóa tiêu biểu mà người Ai Cập đóng góp cho văn minh nhân loại. Đây là một bài tập rất quan trọng, bởi vì khi các bạn chúng ta muốn học một môn bất kỳ thì các bạn cần có một kỹ năng, đó là vẽ sơ đồ tư duy. Bởi vì sơ đồ tư duy chính là hệ thống lại kiến thức một cách ngắn gọn nhất cho các bạn chúng ta dễ học bài. Ví dụ như các bạn nhìn vào trong tập, các bạn thấy sao mà quá nhiều chữ như thế, các bạn chúng ta làm biếng học hoặc là nhìn thấy rối mắt quá, mệt quá, mình không thèm học nữa. Nhưng mà khi các bạn có thời gian, các bạn vẽ ra thành một sơ đồ tư duy thì các bạn sẽ thấy là từng ý được viết ngắn gọn lại. Và nếu như các bạn có năng khiếu, các bạn trang trí thêm thì sẽ làm cho cái sơ đồ tư duy của mình rất là màu sắc, và nó sẽ giúp cho mình có sự tập trung học hơn ha. Vậy thì cô sẽ giao cho các bạn cái bài tập vẽ sơ đồ tư duy này cho những thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Ai Cập. Và những tuần sau có bài kiểm tra thường xuyên lần 2 thì cô sẽ cho các bạn một bài tập các bạn sẽ làm tại nhà, và các bạn cũng sẽ vẽ sơ đồ tư duy này cho cô.
Rồi cô sẽ hướng dẫn cách vẽ cho các bạn. Thứ nhất là các bạn sẽ chọn khổ giấy, có nghĩa là các bạn sẽ chọn khổ giấy dọc hay là ngang. Tiếp theo là các bạn sẽ xác định hình trung tâm. Thứ ba là các bạn sẽ xác định hình dáng của các nhánh chính. Thứ tư là màu sắc của sơ đồ. Thứ năm là các bạn sẽ lựa những cái câu từ được sử dụng trong sơ đồ. Thứ sáu là các bạn sẽ chọn những cái hình ảnh hoặc là cái icon nào được sử dụng trong sơ đồ tư duy. Thứ bảy là các bạn sẽ viết chữ lên nhánh sơ đồ của tư duy như thế nào và liên kết giữa những nhánh có cùng liên quan với nhau. Rồi cô sẽ cho các bạn một số sơ đồ tư duy mẫu ha. Rồi đây là một dạng sơ đồ tư duy mà các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ chọn cho cô cái hình trung tâm. Đây chính là hình trung tâm này các bạn. Và trong cái hình trung tâm này các bạn sẽ ghi tên của cái tiêu đề vào. Ví dụ như là hình trung tâm chúng ta đang làm là về thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Ai Cập. Các bạn sẽ ghi vào đây thành tựu văn hóa của người Ai Cập cổ đại. Rồi đây là hình dáng của các nhánh chính. Nhánh chính ha, bắt đầu xuất phát từ hình trung tâm. Các bạn sẽ thấy là có các nhánh chính tỏa ra màu nâu, màu cam, màu tím, màu xanh lá cây, màu đỏ, màu xanh dương. Các bạn tùy ý được lựa chọn màu sắc cho cái sơ đồ tư duy của mình. Và cô nghĩ thì càng nhiều màu sắc á, thì sẽ giúp cho các bạn thấy sinh động hơn, hấp dẫn hơn, các bạn sẽ thích học hơn. Tiếp tục là các bạn sẽ lựa chọn câu từ được sử dụng trong sơ đồ. Ví dụ như là các bạn ghi đây là về y học, kỹ thuật ướp xác chẳng hạn ha. Chữ viết nè, đây là các bạn sẽ viết chữ lên trên những cái nhánh chính này. Và có thể các bạn sẽ chọn những cái hình ảnh hoặc là cái icon như là hình ảnh mặt cười, hình ảnh ngôi nhà. Nếu như về y học thì các bạn sẽ có thể vẽ hình cô bác sĩ hoặc là ống tim ha, nó thể hiện cho về lĩnh vực y học. Rồi tiếp tục các bạn sẽ viết chữ lên nhánh của sơ đồ tư duy như thế nào. Rồi các bạn sẽ viết chữ lên nha. Rồi đặc biệt là các bạn phải liên kết giữa những nhánh có cùng liên quan với nhau. Ví dụ như đây là nhánh 1, nhánh 2 của màu cam, thì các bạn sẽ phải làm sao cho có cái sự liên kết giữa những nhánh có liên quan. Rồi cô giới thiệu với các bạn thêm, đây là một nét trang trí trong việc mà vẽ sơ đồ tư duy ha. Như cô có gửi cho các bạn nè, hình trung tâm thì các bạn nên là vẽ ngang tờ giấy. Bởi vì khi các bạn vẽ ngang á, thì nó sẽ giúp cho các bạn có nhiều diện tích hơn. Còn vẽ dọc á, thì khi mà các bạn vẽ những cái nhánh mà chia ra thì nó sẽ không còn đủ diện tích nữa. Cho nên là cô khuyên các bạn chúng ta là nên vẽ ngang tờ giấy. Tiếp tục là các bạn chúng ta nên vẽ ở giữa trung tâm tờ giấy và có cái tỷ lệ là đủ nhìn nha. Đừng có vẽ to quá hoặc là vẽ nhỏ quá thì sẽ rất là khó để mà quan sát. Thứ ba là phải tạo cái cảm hứng để nhìn vào cái hình trung tâm đó, như là hình Superman của cô đây nè, nó sẽ thấy một cái sự vui vẻ ha, tạo cảm hứng cho các bạn. Thứ hai là các bạn sẽ vẽ nhánh nhanh thì các bạn sẽ phải dùng màu có ý đồ. Như cô có nói bên đây là vẽ màu nâu, màu cam. Rồi các bạn sẽ phải phân bổ đều và tránh xiên xẹo. Đây cô, các bạn thấy cô vẽ như thế nào? Nhìn thấy nó rất là hợp lý và khoa học đúng không? Tiếp tục là về viết từ khóa. Các bạn ghi cho cô những cái nét đơn giản thôi ha. Đừng có viết quá cầu kỳ. Vì nếu như quá cầu kỳ á thì nó sẽ làm rối cái bức tranh của các bạn đi, rối cái sơ đồ tư duy của các bạn đi. Nên chúng ta lưu ý là chọn những nét đơn giản thôi. Tiếp tục là cùng màu nhánh. Đây, cùng màu nhánh. Màu tím nè, thì nó sẽ cùng màu nhánh, chứ không phải là nhánh chính rồi những nhánh phụ các bạn lại dùng hai cái màu khác nhau. Rồi thứ ba đó là các bạn phải nhớ thứ tự. Ví dụ như đây là nhánh 1, nhánh 2, nhánh 3 nha, nhánh 1, nhánh 2, nhánh 3 đây. Rồi cái cuối cùng là về chèn hình ảnh, như cô có nói hồi nãy, đó là các bạn chèn những cái icon vào trong bài sơ đồ tư duy.
có thể là chọn hình ảnh mà các bạn thấy là dễ thương nhất. Bạn nào mà không khéo tay thì có thể chọn những hình ảnh đơn giản thôi. Đây, những gợi ý cho cô ha các bạn. Hình ảnh thì các bạn có thể là dùng một từ cho một hình, hoặc là các bạn dùng những cái hình ảnh mà có thể gợi nhớ tốt, và sử dụng những cái màu sắc cho nó thật là nổi bật lên cho cái sơ đồ tư duy của các bạn thêm đẹp. Rồi cô lấy một ví dụ sơ đồ tư duy của môn giáo dục công dân. Các bạn sẽ thấy ha, họ vẽ những cái nhánh chính này. Đây là những nhánh chính được đồ đậm. Còn những nhánh phụ thì sẽ những cái nét nhỏ hơn, nhưng mà bắt buộc là phải cùng màu với nhau nha các bạn. Và các bạn sẽ thấy là chữ của bạn này viết rất là rõ ràng, sạch đẹp. Và bạn sử dụng những cái trang trí rất là nhìn dễ thương. Rồi. Và cô gửi cho các bạn, đây chính là một sơ đồ tư duy mà cô đã làm sẵn. Các bạn chúng ta có thể tham khảo thêm. Hướng dẫn bài tập tại nhà cho các bạn, đó là các bạn học bài, làm bài tập vận dụng vào tập và chuẩn bị cho cô bài 7 Lưỡng Hà Cổ Đại. Cô chào các em nha.